Hi everyone, this is me Toki, and today on this video we're gonna learn Without Me by Halsey. Xin chào các bạn, là Ki đây, và trong video học tiếng Anh qua bài hát này, hôm nay chúng ta sẽ cùng học ca khúc Without Me của nữ ca sĩ Halsey nhé. Một nữ ca sĩ rất là xinh đẹp và tài năng cũng vô cùng cá tính nữa. Well, nếu đây là lần đầu tiên các bạn coi một video học tiếng Anh qua bài hát với Ki, thì đừng quên like và subscribe, cũng như nhấn biểu tượng hình chuông để luôn nhận được thông báo khi Ki có video mới nhé. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu. Bài hát này hôm nay mình sẽ hát ở giọng rê thứ. Có thể là quãng giọng sẽ hơi rộng một chút, nên các bạn cố gắng nhé. Bạn điệp khúc nó hơi cao một xíu ha. Tiêu đề bài hát này, Without Me có nghĩa là gì nhỉ? Nếu không có em à. Rồi, đi hát trước các bạn nghe trang đầu tiên nhé. Đây. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. To get so far, to keep you close. I was afraid to leave you on your own. Alright, now, cái gì các bạn nghe nhé. Found you when your heart was broke. Em đã tìm thấy anh khi mà trái tim anh đang kiểu như đang vỡ vụn, giống như là bị vừa mới bị thất tình xong hoặc vừa mới bị thất bại một cái gì đó xong, đúng không? I filled your cup until it overflowed. Thì cái hình ảnh này có lẽ nó là một hình ảnh khá là trừu tượng thôi. Em đã gì ạ? Chúng ta có cái động từ fill ở đây này, nhớ là đọc với âm y ngắn thôi nhé các bạn. Fill để phân biệt nó với từ feel mà cảm thấy thế nào đó. I filled your cup. Cup chỗ này mình nối này. I filled your cup. Em làm đầy cái cup của anh. Until it overflowed, cho đến khi mà nó tràn ra. Có nghĩa là trao cho anh hoặc là mang đến cho anh những cái gì, những cái giá trị, những cái nguồn sống mà cho đến khi mà kiểu như là thừa mứa ra đấy rồi ha. Take it so far away, so far to keep you close. Đi cùng anh rất là xa để mà gì ạ? Giữ anh ở gần em. Keep you close. I was afraid, nối âm này. I was afraid to leave you on your own. Đó, mình có mấy cái nối âm các bạn đọc nhé. Found you when your heart was broke. Thực ra ấy, cái từ broke ở đây thì nếu mà đúng với mặt ngữ pháp thì nó sẽ phải là broken. Nhưng mà chắc là nhạc sĩ để như vậy cho dễ hát ha. Found you when your heart was broke. I filled your cup. Chỗ này các bạn nối này. I filled your cup until it overflow. Nó có mấy cái nối âm liên tiếp nhau, bạn cố gắng ha. Và chỗ này mình cũng có một xíu cái âm ở cuối, vậy mình sẽ đọc là I filled your cup until it overflowed. Again, I filled your cup until it overflowed. Alright, như vậy đó. Took it so far to keep you close. Chỗ này nữa, to keep you close. Alright, nào bây giờ mình hát nhé. 2, 3. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Một lần nữa nhé. 2, 3. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Alright, bài nhạc tương tự như vậy cho hai câu đằng sau. Chúng ta hát nhé. 2, 3. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. Một lần nữa này. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. Chúng ta hát một lần nữa cả trang này nha các bạn. 2, 3. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. Alright. Rồi, nào hôm trước Ki thấy các bạn comment là thêm một lần la la nữa đúng không? Rồi, vậy Ki sẽ đánh một lần và Ki la và các bạn tự hát hết trang này nhá. 2, 3. La 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 la
Sang lại tiếp theo này. Kỳ hát trước các bạn nghe sang này nhá. I said I'd catch you if you fall, and if they laugh and fuck them all, and then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Alright, one more time now. I said I'd catch you if you fall, and if they laugh and fuck them all, and then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Alright, đoạn này có mấy cái nối âm liền ha. Cái dịch này, em đã nói rằng em sẽ đỡ anh, em sẽ bắt lấy anh nếu như anh gục ngã. And if they laugh, và nếu cho họ có cười nhạo, chúng ta có cái từ laugh ở đây nó nghĩa là cười nhạo hay đấy ha. Then fuck them all. Và nhớ nhá, ở đây xuất hiện một cái từ mà mình hay dùng để thể hiện cảm xúc, mình hay dùng để kiểu như là chửi thề đó. Nó là từ fuck, các bạn đừng đọc là fuck nhá, tại nghe nó không hay xíu nào đó. Và chỗ này chúng ta nối nó là fuck them nhá, và nó là chứ không phải là them nữa. Đây chính là từ them. Giống như hôm trước ở trong bài So Far Away, chúng ta cũng có nói đến chi tiết này rồi đúng không? Vậy mình đọc là fuck them all. Và nối ở đây nữa, nối xa ha, đầu cái từ all đằng sau này. And then à đây, nếu như họ cười nhạo thì kệ xác họ đi. Đó, mình dịch bình thường mình nói là mặc kệ ai đó đi, nhưng mà ở đây mình có thêm cái từ fuck, nó nhấn mạnh là mặc xác ha, mặc xác tụi nó đi, mặc xác họ đi. And then I got you off your knees. Và gì ạ? Và em nâng anh dậy khỏi cái đống bùn lầy. Mình hiểu mình dịch nôm na là như vậy nhá. Bởi vì cái knees ở đây là đầu gối, kiểu như là bị ngã gục xuống mà đầu gối vẫn còn kiểu như là lê lết ở dưới đất đó. Thì em làm sao? Và em nâng anh dậy khỏi cái đống bùn lầy, put you right back on your feet. Đấy, lúc đầu thì là ngã quỵ xuống với cái đầu gối chạm xuống đất đúng không nào? Còn sau đó thì em nâng anh dậy để mà anh đứng trên đôi chân của mình. Feet là chân đúng không nào? Just so, để chỉ để gì? Rồi sau đó anh có thể lợi dụng em. Chúng ta ấy cụm từ rất hay ở đây là take advantage of ai đó, có nghĩa là lợi dụng ai đó. Và cái từ advantage thì nếu các bạn đọc theo tiếng Anh giọng Mỹ đó thì cái âm ở đây mình sẽ không đọc nữa và mình sẽ đọc là advantage. Các bạn đọc cùng với Ki nhé. Advantage. Và mình nối âm advantage of me. Alright, đoạn này có một vài từ hơi khó, mình nối nào. I said I catch you if you fall, and if they laugh then fuck them all. Như lúc nãy Ki vừa nói rồi đó. Then I got you off your, sorry đoạn này không có gì, knees, số nhiều này, hai cái đầu gối lên ha, knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Take này mình cũng nói ha, take advantage of me. Alright, nào bây giờ mình đọc trước đã. Đoạn này hơi khó này, mình đọc nào. I said I'd catch you if you fall, I said I'd catch you if you fall, and if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Alright, rồi, nào bây giờ mình hát nhé. 2, 3. I said I'd catch you if you fall, and if they laugh, then fuck them all. Một lần nữa mình hai câu đầu nha các bạn. I said I'd catch you if you fall, and if they laugh and fuck them all. Tiếp này. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Cái đoạn mà just so you thì các bạn lên cao ở cái chữ you nhỉ. Just so you could take advantage of me. Lên cao ở chữ you nhá. Một lần nữa nào. Mình lại từ chỗ and then này nhé. 2, 3. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Alright, bây giờ mình sẽ hát lại cả trang này nhé. 2, 3.
và I said I'd catch you if you fall. And if they laugh then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Alright, well done, well done. Now, bây giờ mình qua đoạn điệp khúc nha. Okay. Để khi xíu. Rồi, nào khi hát trước các bạn nghe trang này nhá. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Now in the sky, does it ever get lonely? Đó, nó hơi cao xíu nha. Nào, giờ tôi dịch nha, tôi dịch cho các bác nghe ha. Tell me, nói cho em biết, how's it feel sitting up there? Nói cho em biết cái cảm xúc đang như thế nào đây, anh đang cảm thấy như thế nào khi đang ngồi ở trên đó. Feeling so high, đang cảm thấy vô cùng là gì ạ? Ngây ngất. Cái từ high ở đây giống kiểu mình nói là mình đi bar, mình quẩy, mình get high đó. À, nay thứ mấy là thứ hai. Just kidding. Đang cảm thấy vô cùng ngây ngất. But too far away to hold me. Nhưng quá xa để có thể ôm lấy em. You know I'm the one who put you up there. Anh biết đấy, em chính là người mà đã để anh, đã cho anh lên ở cái vị trí như vậy. Thực ra thì cái bài này để mà dịch mà cho nó ngầu thì mình dịch là tôi và anh thì nó sẽ ngầu hơn, đúng không? Vậy mình có thể dịch đoạn này là anh biết đấy, tôi chính là cái người mà đã đặt anh lên cái vị trí hiện giờ. Name in the sky, có tên trên bầu trời kia. Does it ever get lonely? Và rồi, có bao giờ nó cảm thấy cô đơn hay không? À, rồi, nào bây giờ chúng ta có nối âm ha. How's it feel? Các bạn nối này. How's it? How's it? Nhớ đọc là ow, đừng đọc là how nhé. How? How's it feel? Sitting up there. Chỗ này á, thì các bạn có thể đọc là sitting hoặc là sitting. Right. Theo giọng Mỹ thì mình đọc là sitting. Sitting up there. Mình nối ở đây nó là âm ngờ đó. Mình đọc là sitting up there. Feeling so high but too far away. Nói far away to hold me. Cái đoạn này nè, thì các bạn có thể đọc là the hoặc là to. Có thể đọc là to hoặc the hoặc the, tùy nhá. Far away to hold me cũng được. Bởi vì ở giữa này là kẹp giữa hai nguyên âm a ở cuối từ away và âm u hoặc âm a ở đầu từ the bên này ha. Thì mình sẽ đọc là far away to hold me. You know I'm the one who put you. Chỗ này cái từ put mình không chia bởi vì nó là thì quá khứ rồi ha. Put ạ. Put you up there. Name in the sky. Nói này, name in the sky. Does it ever? Chỗ này mình nói này, does it ever get lonely? Excuse me. Alright. Khi hát các bạn nghe nào, chúng ta cùng hát nhé. Hai ba. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high but too far away to hold me. Một lần nữa nhá, hai ba. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high but too far away to hold me. Okay, và nhạc tương tự như đoạn sau cho đoạn sau nhá. Hai ba. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Tại vì cái bài này có quãng giọng nó rộng nên là khi không thể hạ bớt cái tông nó thấp xuống được, vì thấp quá thì đoạn đầu chúng ta lại không hát được. Là bắt buộc mình phải hát như vậy thì đoạn điệp khúc mới có thể thì đoạn đầu mình mới có thể hát được. Nên điệp khúc lại hơi cao chút. Bạn cố gắng nhé. Well, nếu các bạn đang coi đến đây thì comment giúp Kỳ chữ tree được không? Để cho Kỳ biết nhé, tree. Vì Kỳ cũng không biết là các bạn có theo dõi hết video hay không. Rồi, nào chúng ta hát một lần hết cả đoạn này nhá. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Alright. Rồi, nào bây giờ thì nào, trước khi mình qua cái đoạn còn lại của điệp khúc, chúng ta thử hát một lần từ đầu từ đó nha các bạn. 2, 3.
found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. Sorry, long. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Alright, tiếp khúc nào. 2, 3. Tell me how's it feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever vì khi vẫn ngồi ốm sao. Alright, tiếp nào. Thinking you could, kéo trước các bạn nghe nhé. Thinking you could leave without me. Thinking you could leave without me. Baby, I'm the one who put you up there. I don't know why. Thinking you could leave without me. Cái dịch nhá. Đang nghĩ rằng là anh có thể sống thiếu em được ha. Baby, anh yêu à. I'm the one who put you up there. Tôi chính là cái người mà đã đặt anh lên cái vị trí cao trên đó. I don't know why. Tôi không thể hiểu được tại sao mà đang nghĩ rằng thinking you could live without me. Anh có thể sống mà không có tôi. Ha, chúng ta có nối âm này. Thinking you, một xíu ở đây. Thinking you could live without me. I'm the one who put you. Chỗ này giống như đoạn trước thôi. Put you up there. Chỗ này mình có thể nối hoặc không, bởi vì thực ra ấy, cái đoạn này mình ngắt ha. There, I don't know why, nó là một cái câu khác, nên thực ra cũng không cần thiết nhỉ. Vậy thôi, để chúng ta hát nhé. Thinking you could live without me. Thinking you could từ live ấy. Các bạn nhớ luyến nhá. Live ha, là như vậy. Đây, live without me. Thực ra thì cái từ thinking các bạn có thể hát thành là thinking thì nó sẽ dễ hát hơn. Thinking nha. Yeah. Okay. Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Baby, I'm the one who put you up there. Thinking you could live without me. Live without me. Alright. Okay. Đó. Nào bây giờ qua lời 2. Cái lời 2 này thì Kỳ xin phép là không có hướng dẫn các bạn cách hát nữa, bởi vì thực sự là bây giờ Kỳ cũng bị khản tiếng rồi. Kỳ chỉ có hướng dẫn các bạn cái phần lời và nối âm thôi nhá. Give love about 100 tries, just running from the demons in your mind. Then I took yours and made a mine. I didn't notice because my love was blind. Alright, em đã trao đi cái tình yêu của mình cả trăm lần cố gắng, đúng không ạ? Hoặc mình có thể dịch là đã cố gắng cả trăm lần để trao đi cái tình yêu của mình. Just running from the demons in your mind. Chỉ có gì ạ? Đang cố gắng để chạy thoát khỏi cái con quỷ, những cái con quỷ ở trong cái tâm trí của anh. Then I took yours. Và rồi thì tất cả những cái con quỷ đó em lại lấy chúng và biến chúng thành cái con quỷ trong chính em. I didn't notice. Em không nhận ra cái điều đó bởi vì notice là chú ý. Em không chú ý bởi vì tình yêu của em đã quá mù quáng rồi. Because my love was blind. Chúng ta có cái từ blind này, nó có nghĩa là gì ạ? Nó nghĩa là mù. Vậy có nghĩa là tình yêu bị mù quáng đó ha. Mình nối âm này. About 100 tries. Các bạn để ý nhá, từ này đọc là tries chứ không phải là try, mà là tries. Right?
demons in, mình nói này, demons in your mind. Then I took yours and made them, nói này, made them mine. Oh, sorry, made them mine. I didn't notice because my love was blind. Vậy thôi. Okay. Vậy là xong. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hát một lần. Trước khi kết thúc nhé, chúng ta sẽ cùng hát với nhau một lần cả bài. Well, các bạn nhớ comment, chia sẻ với Ki những cảm nhận về bài học nhé. Nếu các bạn có thực sự coi hết video này, thực sự là hôm nay Ki khá là mất tiếng nhưng vẫn cố gắng để làm được cái video bài học này. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Ki nhiệt tình trong bài giảng ngày hôm nay bằng việc like, share với bạn bè và comment, chia sẻ những cảm nhận về bài học nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hát lại một lần từ đầu đến cuối trước khi chúng ta kết thúc bài học này ha. Hai, ba. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. Alright. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. Đến tận cuối video như thế này, nếu theo dõi đến đây thì nhớ comment giúp Ki từ love you, câu love you nhá, để Ki có thêm cái động lực để mau khỏi này và sẽ làm nhiều video khác cho các bạn cùng học nhá. Thanks for joining me today and see you guys next time. Bye.